mời các bạn cùng đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng tiếp tục tìm hiểu về ghép tượng gỗ. Bình thường thì một cây gỗ to đến mấy cũng vẫn phải ghép mới bù đủ cho hình thể pho tượng. Nếu tiết diện gỗ lớn thì người thợ chỉ việc ghép hai bên chân xếp bằng. Nếu cây gỗ nhỏ thì chọc đầu thân chân là gỗ liền, khối hai bên vai và phần xếp bằng là khối ghép thêm. Như vậy các mảnh ghép này thường là từ 3 đến 4 khối mới đủ cho một pho tượng. Sở dĩ người ta lấy trục thân làm trục chính để ghép vào hai bên là để khi tạc, dung mạo tượng không bị toác bởi mối ghép. Phần vai, tay và chân xếp bằng có thể dùng các nếp áo che đi vết ghép, tượng sẽ đẹp kể cả là tượng chạm mộc không thép. Thông thường các tượng tam thế, A-di-đà Thích Ca thường tạc trong lối ngồi thiền cân phân thì cách ghép khối gỗ như trên. Các tượng văn thủ Phổ Hiền cũng lấy trục như vậy nhưng ghép với thú cúng tượng nên phần chân được ghép riêng. Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn còn phải tính đến chiều kích cho các cánh tay vươn sang hai bên. Phần thân của tượng nhiều tay sẽ được làm gọn hơn, để khi ghép tay vào là vừa vặn. Việc tạo hình với tượng gỗ khá linh hoạt. Người thợ điêu khắc sau khi có kích thước của đầu tượng mới có thể tính cho các tỷ lệ khác như vai, chân xếp bằng, đài sen. Phần đầu và thân tượng sẽ được chạm trước với việc định dạng các khối lớn. Sau khi chạm được các khối lớn tương đối về tỷ lệ, lúc đó người thợ điêu khắc mới bắt đầu công đoạn chốt tinh cho pho tượng. Về các thế tay, thì những tay liền thân được tạc trước cùng trong khối của tượng, còn các tay yêu cầu tỉ mỉ về kỹ thuật thì được chạm rời hẳn ra. Sau đó người ta có thể ghép mộng vào pho tượng chính. Việc tạc tượng thì tùy theo thể loại tượng để có những quy trình công đoạn riêng. Công thức chung là chia các phần của tượng ra để tạc, sau khi chạm hoàn thiện tất cả các chi tiết thì pho tượng mới được ghép lại. Việc ghép này có thể dùng keo trộn mùn cưa, miễn sao pho tượng chắc chắn. Việc tạc tượng gỗ thường có hai loại, một là tượng mộc tức sau khi chạm khắc xong để nguyên, hai là tượng sơn thép. Mỗi loại tượng đều có những yêu cầu khắt khe khác nhau. Mộc thì gỗ đa số là nguyên khối, hạn chế việc cắt ghép. Ngày nay, thể loại tượng mộc có thêm sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và các loại sơn bóng, sơn phủ khiến cho việc giấu đi các mỗi cắt ghép kỹ hơn. Pho tượng sau khi đục xong sẽ phủ sơn bóng sơn PU, những đoạn cắt ghéo sẽ sử dụng bút để vẽ chi tiết giả vân gỗ, khiến cho pho tượng khi hoàn thiện vẫn được tạc từ một khối gỗ nguyên. Tượng gỗ sơn thép cho phép thợ có thể tận dụng các khối gỗ khác nhau, cắt ghép lại. Sau khi công đoạn đục hoàn thiện sẽ chuyển sang công đoạn sơn thép và vẽ. Mời các bạn cùng đón xem ở phần sau nhé! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.